Trong thư gửi Hội đồng Bảo an, Phái Bộ Thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc cho rằng hành động của Israel vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran và vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danan cho rằng yêu cầu của Iran là một nỗ lực khác nhằm làm phương hại tới Israel và lần này là trên chính trường. Đại sứ Israel cũng tuyên bố mọi cáo buộc là vô lý, đồng thời nhấn mạnh sẽ bảo vệ quyền tự vệ của Israel. Các cuộc không kích của Israel sáng 26 tháng 10 đã nhắm tới các mục tiêu quân sự ở Iran nhằm trả đũa nước này phóng khoảng 200 quả tên lửa đàn đạo vào thủ đô Tenavib hồi đầu tháng. Theo thông tin từ Iran, bốn thành viên của quân đội nước này đã thiệt mạng và Iran tuyên bố nước này có quyền tự vệ.